Nữ ninja ngang ngược phóng nhanh vượt ẩu gây họa, hành động sau đó khiến dân mạng bó tay. Đã phạm luật đi sai mà còn có hành vi chửi bới người khác, tình huống giao thông sau một lần nữa nhắc nhở mọi người việc phóng nhanh vượt ẩu luôn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn ảnh hưởng người xung quanh. Hình ảnh được camera hành trình tài xế ghi lại vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022 cho thấy, đường lúc này khá hẹp, nhiều xe cộ đang lưu thông. Bất chợt, một người phụ nữ chạy xe tay ga không đội nón bảo hiểm từ sau phóng lên khá nhanh. Bất chấp đường đông, chị này cố rồ ga vượt ẩu qua ô tô đi cùng chiều, va chạm đã xảy ra. Chiếc xe trên đã tông vào xe máy chạy ngược chiều, rồi cả hai ngã ra đường. Tình huống quá nguy hiểm, bởi lẽ chị này không đội nón. May mắn đã không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra, người phụ nữ này đã tự đứng dậy. Theo tài xế camera cho biết, thay vì xuống động viên thăm hỏi người bị nạn, thì người phụ nữ đi ô tô phía trước và người gây tai nạn lại hùa nhau chửi bới xe đi đúng làn. Hành vi khiến nhiều người ngán ngẩm. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức camera đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.